Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Giái Hơi hàng ngày của chúng tôi. Nếu như những thông tin trong video này là bổ ích đối với quý vị và các bạn thì hãy cho mình xin một like ở video này. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi cập nhật Giái Hơi hàng ngày. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin Giái Hơi ngày 30 tháng 9 năm 2021. Quý vị và các bạn thân mến, theo ghi nhận giá hơi trong ngày hôm nay ở các tỉnh thuộc thị trường miền Bắc tương đối ổn định, tuy nhiên vẫn đang ở mức thấp. Với các tỉnh thuộc khu vực đồng bằng sông Hồng như Hà Nội, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Hải Dương, nhiều địa phương giao quanh mức giá 43 cho đến 46.000 đồng trên 1 kg là phổ biến. Đáng chú ý, giá hơi tại một số huyện ngoại thành thành phố Hà Nội đang có xu hướng tăng nhẹ trở lại khi mà Hà Nội đang mở cửa nhiều hoạt động dịch vụ ăn uống, Việc lưu thông tại một số địa phương ở khu vực miền Bắc như là Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh cũng đã được nới lỏng. Mức giá 45 cho đến 46.000 đồng trên 1 kg đã xuất hiện nhiều hơn ở các tỉnh thuộc khu vực này. Tuy nhiên, một số địa phương ở khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc, đặc biệt là Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ hay là Bắc Giang, giá hơi đang ở mức rất thấp, chỉ dao quanh mức giá 40 cho đến 44.000 đồng trên 1 kg. Thậm chí nhiều huyện ở tỉnh Phú Thọ và Tuyên Quang đã xuống dưới 40.000 đồng. Tuy nhiên theo tìm hiểu của chúng tôi, mức giá này chủ yếu rơi vào những đàn heo loại 2, loại 3 chất lượng không cao. Nhiều trại bán chạy, lo dịch cả lợn châu Phi. Và điều đáng chú ý giá hơi trong ngày hôm nay ở các tỉnh thuộc khu vực miền Đông Nam Bộ và thị trường miền Tây đang có xu hướng giảm mạnh. Có những địa phương chỉ còn mức giá 45 cho đến 46.000 đồng trên 1 kg. Ngay như tại thủ phủ Thắt nuôi heo ở tỉnh Đồng Nai trong ngày hôm nay, nhiều chăn nuôi chỉ báo giá ra quanh 45 cho đến 48.000 đồng trên 1 kg, giảm mạnh so với đầu tuần. Các địa phương như là Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh hay là đối với Cà Mau, Vĩnh Long trong ngày hôm nay cũng đồng loạt có xuống giảm, mức giảm dao động từ 1 cho đến 3.000 đồng trên 1 kg. Đối với các tỉnh ở khu vực miền Trung trong ngày hôm nay có những diễn biến rất trái chiều, đa giảm giá hơi ở các tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ trong hai ngày qua Do khu vực này đang chịu ảnh hưởng của bão, nhiều địa phương bị ngập nặng khiến cho việc giao dịch mua bán bị ảnh hưởng. Tại Thanh Hóa, dù bị ảnh hưởng ít hơn nhưng giá hơi tại khu vực này cũng đã giảm mạnh, chỉ còn mức giá giao quanh 44 cho đến 48.000 đồng trên 1 kg. Hai ngày như tại Nghệ An, Hà Tĩnh, mức giá 47.000 đồng trên 1 kg cũng đã xuất hiện. Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế trong ngày hôm nay cũng chỉ giao quanh mức giá 50.000 đồng trên 1 kg là cao nhất. Bên cạnh đó, ở khung miền Trung vẫn còn một số địa phương có mức giá cao như là Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi. Hầu hết các địa phương này đều trên 50.000 đồng trên 1 kg. Và cụ thể theo ghi nhận giá hôi trong ngày hôm nay, ngày 30 tháng 9 năm 2021 ở các địa phương trên phạm vi cả nước được cập nhật như sau. Trước hết đó là đối với thị trường miền Nam trong ngày hôm nay, Đồng Nai giao động mức giá 45 cho đến 48.000 đồng trên 1 kg. Thành phố Hồ Chí Minh trong ngày hôm nay cũng có mức giá giao quanh 45 cho đến 48.000 đồng. Bình Dương 45 cho đến 46.000 đồng. Tây Ninh và Bình Phước cũng có mức giá tương tự, chỉ giao quanh mức giá 45 cho đến 46.000 đồng trên 1 kg mà thôi. Còn đối với các tỉnh ở thị trường miền Tây Nam Bộ trong ngày hôm nay có xu hướng giảm mạnh như Long An giao lợi mức giá 46 cho đến 50.000 đồng trên 1 kg. Tiền Giang trong ngày hôm nay cũng giảm về mức giá 47 cho đến 48.000 đồng. Bến Tre giao động 46 cho đến 49.000 đồng trên 1 kg. Trà Vinh phổ biến mức giá 46 cho đến 49.000 đồng. Bạc Liêu 45 cho đến 47.000 đồng trên 1 kg. Sóc Trăng trong ngày hôm nay cũng về mức giá 46 cho đến 49.000 đồng trên 1 kg. An Giang giao quanh mức giá 47 cho đến 51.000 đồng. Cần Thơ 46 cho đến 50.000 đồng trên 1 kg. Đồng Tháp, Cà Mau trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 46 cho đến 50.000 đồng và Kiên Giang trong ngày hôm nay giảm tới hai giá lợn và hiện nay chỉ còn mức giá 45 cho đến 49.000 đồng trên 1 kg là phổ biến. Các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên trong ngày hôm nay, Gia Lai giao động mức giá 50.000 đồng trên 1 kg, còn Tùm 48 cho đến 51.000 đồng. Đắk Lắk trong ngày hôm nay cũng phổ biến mức giá 48 cho đến 50.000 đồng trên 1 kg. Đắk Nông 47 cho đến 49.000 đồng, Lâm Đồng trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 49 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg và đây vẫn là địa phương có mức giá cao ở khu vực Tây Nguyên hiện nay. Trong khi đó, một số địa phương ở khu vực Bắc Trung Bộ như là Thanh Hóa chỉ dao động mức giá 44 cho đến 50.000 đồng trên 1 kg, Nghệ An 45 cho đến 51.000 đồng. Hà Tĩnh trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 46 cho đến 49.000 đồng trên 1 kg, Quảng Bình 47.000 đồng. Quảng Trị trong ngày hôm nay cũng giảm về mức giá 48.000 đồng trên 1 kg. Huế giao động mức giá 50 cho đến 52.000 đồng. Trong khi đó, Quảng Nam, Quảng Ngãi nhiều địa phương đang báo giá 52 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Phú Yên 50.000 đồng. Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận trong ngày hôm nay phổ biến mức giá giao quanh 48 cho đến 51.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, đối với tỉnh Bình Định, trong ngày hôm nay có mức giá khá thấp, giao động mức giá 48 cho đến 49.000 đồng trên 1 kg. Thị trường miền Bắc trong ngày hôm nay cũng không mấy khả quan, đặc biệt là đối với các tỉnh ở khu vực Trung du và miền núi Bắc Bộ như là Phú Thọ trong ngày hôm nay đã giảm về mức giá 40 cho đến 44.000 đồng. Thái Nguyên giao động mức giá 41 cho đến 45.000 đồng trên 1 kg. Vĩnh Phúc trong ngày hôm nay cũng phổ biến mức giá 40 cho đến 45.000 đồng. Bắc Giang 43 cho đến 44.000 đồng trên 1 kg. Tuyên Quang trong ngày hôm nay sao động mức giá 41 cho đến 45.000 đồng. Lạng Sơn 43.000 đồng trên 1 kg. Thậm chí Cao Bằng trong ngày hôm nay nhiều địa phương đã giảm về mức giá 39 cho đến 44.000 đồng. Yên Bái 40 cho đến 44.000 đồng trên 1 kg. Một số địa phương ở khu phía Tây Bắc như Sơn La, Lai Châu cũng có mức giá khá thấp. Sơn La trong ngày hôm nay chỉ giao động mức giá 42 cho đến 46.000 đồng trên 1 kg. Lai Châu có mức giá cao hơn, giao động mức giá 45 cho đến 49.000 đồng. Điện Biên cũng có mức giá tương tự, nhiều nơi vẫn bán được với mức giá 47 cho đến 49.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, một số địa phương ở khu vực đồng bằng như là Hà Nội giao động mức giá 44 cho đến 47.000 đồng. Hưng Yên 46.000 đồng là phổ biến. Thái Bình trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 45 cho đến 47.000 đồng. Hải Dương 44 cho đến 46.000 đồng trên 1 kg hai ngày như tại Hà Nam trong ngày hôm nay, nhiều nơi giảm về mức 43 cho đến 47.000 đồng. Hòa Bình giao động mức giá 43 cho đến 46.000 đồng trên 1 kg. Quảng Ninh 47 cho đến 49.000 đồng. Nam Định giao động mức giá 44 cho đến 46.000 đồng trên 1 kg. Ninh Bình trong ngày hôm nay cũng phổ biến mức giá giao quanh 45.000 đồng và địa phương này cũng không có sự thay đổi so với ngày hôm qua. Như vậy là giá hơi trong ngày hôm nay đã giảm mạnh, đặc biệt là đối với các tỉnh ở khu vực miền Tây Nam Bộ, có những tỉnh giảm đến 3.000 đồng trên 1 kg so với ngày hôm qua. Với giá thành chăn nuôi ngày càng cao như hiện nay, trong khi giá hơi lại đang quá thấp khiến người chăn nuôi đang lầm vào cảnh thua lỗ. Và đó là những thông tin cuối cùng trong bản tin giá hơi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.